Mời các bạn đồng đạo Võ Lâm xem kèo giao lưu vui vẻ nha. Bên đây là Chí Mexico cùng với Học của Vĩnh Long các bạn. Đây, Học nha. Và trên là Quốc Dư của Long An. Và thằng em Trình Hai 44. Bên kia với sự dẫn dắt của ông Vua Thạch Đen Hội Làng, Khánh Chọi, Phong và Quốc của Phước Bình. Xếp này giao lưu vui vẻ nha các bạn. Một đeo. Chúc các bạn xem bóng vui vẻ nè, an lành may mắn trong cuộc sống nha. Hãy nhớ ủng hộ, đăng ký và share, like và share cho kênh của Đại Lâm Bua Đồ Giỏi các bạn. Cảm ơn các bạn đã nhiều nha. Bên đây là Chí Mexico, Học Vĩnh Long. Và đây là Quốc Dư của Long An các bạn. Và Triền Hai. Bên kia là ông Vua Thạch Đen Hội Làng, Khánh Chọi của Đồng Nai, Phong và Quốc của Phước Bình các bạn. Hai đều. Chí quá quy lực các bạn à. Chí là một cầu thủ trẻ đang lên. Chí giờ xúc tay các bạn, bóng bay xa quá các bạn. Chí Mexico là một trong những cầu thủ đôi công với Tý Châu. Hòa 1-1 tại ngã tư Trăng Bàn Tây Ninh, Tư Gia Bình. Hòa với Đăng Mớm 1-1 cũng tại ngã tư Gia Bình Trăng Bàn Tây Ninh. Và hòa với Trường Trảng Bơm 1-1 cũng tại sân Chơi Đều. Về hiện tại bây giờ đang chuẩn bị có cái kèo sắp nổ ra giữa Tiến Đen và Chí Mexico. Cũng có thể là chưa biết khi nào nha các bạn, nhưng kèo này đã hẹn lâu rồi các bạn à. Chỉ chờ ngày khai đầu. Năm đều. Chí Mexico vừa phan một quả bóng quy lực các bạn à. Cái đây là Học của Vĩnh Long, Học và dính đội tuyển Việt Nam vừa rồi nha các bạn. Còn áo đen quần đen là Quốc Dư của Long An. 7 năm. Sao vậy? Hả? Quýnh với em chi? Anh quýnh với tụi bự ở Vũng Tàu mà. Hiểu không? Cho vui. Học, Học Vĩnh Long á, với đội tuyển Việt Nam rồi. Nào quýnh đội tuyển Việt Nam. Này quýnh đội tuyển Việt Nam. Này kỹ dữ. Này quýnh đội tuyển Việt Nam. Đây là đang quýnh cho Long An, đang quýnh Long An không? Đội tuyển Long An. Bảy năm. Ba này nào cao cao không vậy? Thiệt hả? Nó về đây đúng chân hay muốn đâu? Đúng giờ anh nói mà tới 10 ngày giờ nữa. Cáp tình lưng kèo mà. Với sự dẫn dắt của ông Vua Thạch Đen bên kia, cùng với Phong Triền Hai, Khánh Mơm, Quốc Ghế, 8 năm.
chơi. Đừng chơi, tôi nói giờ cho nóng nè. Đội hình bữa nay với sự có mặt của Chí Mexico, Học Vĩnh Long và Quốc Dư Long An các bạn. Còn chuyện hai là thằng em trẻ nha. Học vừa dính đội tuyển Việt Nam giải SEA Games rồi các bạn. Học là một lứa của đối đầu với, thường thường lúc trước là đối đầu với Khanh Super, Long Kiếm này kia các bạn, một lứa nha. Hồi nãy là đâu phải quýnh, hồi nãy chưa có thiếu cây, quýnh chuyện hai tùm lum á, nãy á quýnh chơi có con cây à, em đúng không? Quýnh vợt vậy thôi. Chín bảy. Ông vô tịch đen. Quốc Dư nhảy chân bóng lưới các bạn à. Mẹ đâu kêu mẹ chở đi con. Tám chín. Ông vua tạch đen đúng là ông vua phá làng. Sao em chở đi đi. Mua chở cho mẹ. Để cho mẹ lấy đi. Kêu con kêu mẹ cho ngoại ngoại cái tiền ấy, chú kia gửi tiền cho ba chồng á. Rồi đi. Đến đây. Đội hình bên đây Chí Mexico, Học và Quốc Dư. Đúng là đội hình đánh bóng chuyền. Còn đội hình bên kia là lắp ráp nha các bạn. Quốc Dư là tuyển thủ trong nhà các bạn. Nói chung là Quốc Dư, Học và Chí Mexico là các tuyển thủ trong nhà không các bạn à. 11 chín. Phát lại. Mười một chín. Ông chân đi. Hôm nay là Ngọc á. Ngọc là tỉnh Việt Nam. Với ăn nào nữa thì chụp lần nào. Chụp con. Hả? Đâu thấy đâu. Đủ má quýnh lọt, tay trắng luôn quýnh luôn. Quất. Đây là Học Vĩnh Long các bạn. Vừa rồi dính đội tuyển Việt Nam mình đi SEA Games luôn các bạn. Bên kia là chàng trai trẻ Quốc Dư của Bình Điền Long An. Đây là Chí Mexico của câu lạc bộ Mexico thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Chí. Rồi, Chí quýnh trên mà cành của ông vua thạch đen luôn các bạn à. Anh em nó giỡn nhau á. Em á mấy khùng nhau á. Anh thua có 2 cây. 12 10. Chơi quýt chạy hết gì đó. Có ngày thật là sọc nó đủ giờ. Quốc Dư quá ghê. Quốc Dư quá cao. Ông vua thạch đen hội làng cao 1m85. Quốc Dư có thể 1m9 nha các bạn. Quốc Dư lấy tay chầm. Đúng rồi, như bên anh lượng hết rồi. Trời, anh thấy đơn giản. Anh chỉ đơn giản cái này thôi. Phải bên này anh thấy đơn giản là thánh với thành công. Là cái dân gì thương mình rồi. Cái dân phước, cái dân mới hiệp. Còn mấy ngày này là chính thủ. Bởi vì anh đã nói đưa vậy. Giờ nó kêu lượng, anh hiểu biết nào vậy. cũng trên lệch đó nhiều không? Cũng nói chứ đó. Thì nó đừng nói. Nó cũng bị chê. Anh kêu ăn rồi đó đủ đi về. 11-3. Anh nói đủ rồi, đừng ngủ nữa.
Anh thấy không, đã nói ăn gì đây được rồi. Quốc Dư vừa nã trái bơm xuống các bạn à. Bên anh ta của hảo thú không? Thằng chọc cái gò gánh gì cũng lì vậy. Thằng gò là nó cũng chơi nè. Cáp rồi nó chơi nè. Cáp khéo. Nhưng mà tôi nói là đi vô là chơi à. 4-1. Hãy ý nó chơi á. Là có hàng sáu. Bên nó nhiều lắm. Nó ác gì đó. Tỷ số hiện tại kết thúc trận đấu là 15-11 nha các bạn. Ông vua Thạch Đen không chịu nổi, ông vua đang đầu hàng các bạn ơi. Còn Thạch Đen là đã đi chung với tôi. Ngồi trong cái nhóm này là hiện tại bây giờ là cái bộ chuẩn bị cho trận chiến nè, là Tú MC. Chí Mexico. Đây là những bộ chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai các bạn. Chúc các bạn xem bóng vui khỏe nha. Ok man. Nhớ đăng ký và ủng hộ Sari Live và kênh của Đại Lâm Bùa Đồ Giỏi các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.